Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã có buổi tiếp Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam Choi Joo-ho. Năm 2023, Samsung đã đầu tư bổ sung 1,2 tỷ đô la Mỹ vào Việt Nam, nâng tổng vốn đầu tư lên 22,4 tỷ đô la. Ông Choi Joo-ho cho biết, Samsung đang có kế hoạch đầu tư thêm 1 tỷ đô la mỗi năm vào Việt Nam. Ngoài ra, đơn vị sẽ tiếp tục nghiên cứu các khả năng mở rộng hợp tác với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia NIC và hỗ trợ Việt Nam về đào tạo nguồn nhân lực trong ngành bán dẫn. Theo tạp chí Kinh tế Sài Gòn, Phó Thủ tướng thông tin, Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh lâu dài tại Việt Nam. Samsung Việt Nam và NIC đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về thực hiện các hoạt động phát triển công nghệ cao tại Việt Nam. Samsung cũng đã ký hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội về đào tạo cho khoảng 40 sinh viên ưu tú trường này trở thành nhà lãnh đạo lĩnh vực bán dẫn trong tương lai. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Phó Chủ tịch cấp cao của tập đoàn Procter & Gamble P&G đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. P&G là một trong những công ty đa quốc gia hàng đầu của Mỹ trong ngành tiêu dùng, đã đầu tư 450 triệu đô la vào Việt Nam từ năm 1995 đến nay. Theo thông tấn xã Việt Nam, Phó Thủ tướng đề nghị P&G mở rộng hơn nữa quan hệ đối tác, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng của tập đoàn và quan tâm đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam. Nói đến kết quả hoạt động kinh doanh của Samsung, thì hãng điện tử Samsung Electronics của Hàn Quốc báo cáo lợi nhuận 2023 yếu nhất trong 12 năm, dù mảng chip thu hẹp mức lỗ nhờ nhu cầu phục hồi trong cơn bùng nổ trí tuệ nhân tạo AI. Trong báo cáo tài chính hôm 31 tháng 1, Samsung ghi nhận lợi nhuận ròng quý 4 năm 2023 đạt 6,345 nghìn tỷ won, tương đương 4,77 tỷ đô la Mỹ, giảm sâu so với 23,842 nghìn tỷ cách đây một năm. Tính cả năm, doanh thu và lợi nhuận ròng của Samsung lần lượt đạt 259.000 tỷ won, tương đương 194,6 đô la và 15,5 nghìn tỷ won, tương đương 11,64 tỷ đô la, tương ứng với mức giảm 14% và 72% so với năm trước. Con số lợi nhuận ròng của Samsung năm ngoái đánh dấu mức thấp nhất kể từ năm 2011. Samsung cho biết, mảng chip nhớ kéo dài đà thua lỗ sang quý thứ tư liên tiếp, nhưng mức lỗ trong quý cuối năm ngoái thu hẹp về 2,18 nghìn tỷ won, cải thiện đáng kể so với mức lỗ hơn 3 nghìn tỷ won trong quý trước đó. Trong cả năm 2023, do nhu cầu suy thoái, mảng chip của Samsung lỗ kỷ lục 14,9 nghìn tỷ won so với mức lãi 23,8 nghìn tỷ won một năm trước đó. Tuy nhiên, theo Samsung, phân khúc chip nhớ DRAM đã có lãi trở lại trong quý gần nhất. Điều này củng cố kỳ vọng của Samsung về sự cải thiện tiếp tục ở phân khúc này trong bối cảnh giá chip tăng và nhu cầu mạnh mẽ đối với chip hiệu suất cao được sử dụng trong hệ thống AI. Samsung ghi nhận các dấu hiệu phục hồi về nhu cầu chip sử dụng ở hệ thống máy chủ trong bối cảnh đầu tư vào AI tạo sinh diễn ra khắp ngành công nghệ thông tin. Nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới cũng kỳ vọng các nhà sản xuất thiết bị di động và máy tính cá nhân sẽ lắp đặt nhiều chip tốt hơn vào các thiết bị khi việc áp dụng AI ngày càng mở rộng. Kim Dong-won, nhà phân tích của KB Security, dự báo Samsung sẽ bước vào giai đoạn cải thiện thu nhập toàn diện nhờ giá chip DRAM phục hồi. Trong 3 tháng cuối năm 2022, Samsung đã đầu tư 7,6 nghìn tỷ won cho hoạt động nghiên cứu và phát triển R&D hướng đến tăng trưởng trong tương lai. Đó là con số chỉ tiêu hàng quý lớn nhất cho hoạt động R&D của Samsung. Bày tỏ lạc quan về triển vọng kinh doanh trong năm nay, Samsung cho biết đang tích cực lên kế hoạch đáp ứng nhu cầu đối với các sản phẩm cao cấp của hãng để tăng lợi nhuận. Hãng sẽ nắm bắt nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm tiên tiến và những sản phẩm nhắm đến AI tạo sinh, cũng như tăng cường các chức năng AI trong smartphone và các sản phẩm khác. Thị trường chip nhớ và nhu cầu về công nghệ thông tin trên toàn cầu dự kiến tiếp tục phục hồi vào năm 2024. Dù vẫn còn những bất ổn kinh tế vĩ mô, công ty sẽ đáp ứng nhu cầu chip sử dụng cho các ứng dụng AI và mở rộng vào các thị trường điện tử tiêu dùng có sự hỗ trợ của AI, Samsung cho hay. Đầu tháng 1, Samsung đã ra mắt dòng điện thoại thông minh smartphone cao cấp
Galaxy S24 mới nhất được trang bị các tính năng AI tạo sinh, đánh dấu việc áp dụng công nghệ mới này ở quy mô lớn nhất trong ngành. Samsung tiết lộ, lượng đơn đặt hàng trước cho các thiết bị Galaxy S24 tại thị trường quê Hàn Quốc đạt 1,21 triệu đơn vị trong tuần đầu tiên sau khi ra mắt. Đó là một kỷ lục đối với dòng smartphone Galaxy S của Samsung. Galaxy S24 được tung ra thị trường sau khi Samsung chứng kiến doanh số smartphone sụt giảm vào năm ngoái. Trong năm 2023, Apple đã xoắn ngôi Samsung để trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới tính theo số lượng, vị trí mà công ty Hàn Quốc giữ vững trong hơn một thập niên. Bước thụt lùi này một phần là do thị trường chuyển hướng sang phân khúc smartphone cao cấp nơi Apple đang thống trị. Theo Brian Ma, Chủ tịch Bộ phận Nghiên cứu Thiết bị của hãng nghiên cứu thị trường IDC, dù Samsung tụt xuống vị trí số 2 thế giới, giá bán trung bình smartphone của hãng tăng thêm khoảng 100 đô la Mỹ trên mỗi đơn vị trong giai đoạn 2020-2023. Samsung dự báo tốc độ phục hồi lợi nhuận của hãng sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm 2024. Hãng đánh giá trong nửa đầu năm, môi trường vĩ mô tiếp tục bất ổn có thể tác động xấu lên môi trường kinh doanh trong ngắn hạn. Thông tin kém tích cực về kết quả kinh doanh của quý 4 và cả năm 2023 khiến giá cổ phiếu của Samsung giảm 2,15% vào thời điểm thị trường chứng khoán Seoul đóng cửa. Samsung đang nỗ lực bắt kịp đối thủ trong nước SK Hynix ở phân khúc chip nhớ băng thông cao HBM được sử dụng để hỗ trợ các chip đồ họa hiệu suất của Nvidia. Trong đào tạo trí tuệ nhân tạo, giá cổ phiếu của Samsung suy yếu vì chip HBM của hãng tụt hậu so với SK Hynix và mảng kinh doanh sản xuất gia công chip của hãng thua kém đáng kể so với TSMC Đài Loan. Lee Sung-woo, nhà phân tích của Urgent Investment and Security nhận định. Hàn Quốc hiện là quốc gia thống trị lĩnh vực chip bộ nhớ toàn cầu, chiếm tới hơn 55% thị phần thế giới. Không dừng lại ở đó, quốc gia Đông Á này đang tập trung nguồn lực để mở rộng sang các lĩnh vực khác như chip AI để trở thành một cường quốc bán dẫn toàn diện. Chiến lược bán dẫn của chính phủ Hàn Quốc đang hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng chất bán dẫn tốt nhất thế giới vào năm 2030 với kế hoạch đầu tư tới 450 tỷ USD. Câu chuyện thành công của Hàn Quốc đã trở thành bài học cho nhiều quốc gia đang tìm chỗ đứng trong ngành công nghiệp màu mỡ này. Nhưng để tái lập thành tựu này là không hề dễ dàng khi quốc gia này có chiến lược phát triển ngành rất rõ ràng ngay từ khi bán dẫn còn manh nha, như thu hút đầu tư nước ngoài cho đến sự sản xuất trong nước và đầu tư vào giáo dục và R&D. Quay trở lại đầu những năm 1960, các nhà sản xuất chất bán dẫn của Hoa Kỳ đang tìm kiếm lao động có tay nghề và giá thành rẻ hơn ở nước ngoài. Khi đó, Hàn Quốc nổi lên là một địa điểm lý tưởng với nguồn nhân lực có tay nghề cao, mức lương thấp và môi trường đầu tư thuận lợi. Khoản đầu tư nước ngoài đầu tiên vào ngành bán dẫn Hàn Quốc được thực hiện bởi công ty Comey của Mỹ vào tháng 12 năm 1965. Mặc dù quy mô đầu tư tương đối nhỏ, nhưng đây là bước quan trọng đầu tiên trong việc phát triển ngành chất bán dẫn trong nước, dẫn tới khoản đầu tư lớn đầu tiên được Fairchild Semiconductor, công ty bán dẫn lớn nhất Hoa Kỳ thời đó, thực hiện vào năm 1969. Cũng bởi khoản đầu tư của Fairchild đặt ra những điều kiện chưa có tiền lệ, gồm sở hữu 100% và tự do tiếp cận thị trường nội địa, chính phủ Hàn Quốc đã phải sửa đổi luật đầu tư nước ngoài nhằm thu hút thêm vốn và công nghệ nước ngoài trong tương lai. Trong giai đoạn ngành công nghiệp bán dẫn còn sơ khai, nguồn đầu tư lớn từ nước ngoài đã đóng vai trò quan trọng đối với chiến lược thúc đẩy ngành công nghiệp điện tử trong nước của Hàn Quốc. Luật pháp cũng đã được thay đổi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài của chính phủ. Luật khuyến khích vốn nước ngoài được ban hành năm 1969 đưa ra nhiều hình thức khuyến khích khác nhau cho đầu tư nước ngoài như miễn thuế 5 năm, miễn thuế nhập khẩu hàng hóa và nguyên liệu thô, giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp. Quả thật, sau trường hợp của Fairchild, nhiều công ty bán dẫn và điện tử Mỹ đã đổ bộ tới Hàn Quốc để thành lập các liên doanh hoặc sở hữu độc quyền. Theo sau Mỹ là các cường quốc điện tử khác như Nhật Bản với sự hiện diện của Toshiba vào năm 1969. Tuy nhiên, rõ ràng là Hàn Quốc luôn ưu tiên cho các liên doanh hơn công ty 100% vốn nước ngoài. Nhờ đó, ngành điện tử Hàn Quốc được hưởng lợi từ việc chuyển giao công nghệ thông qua quan hệ đối tác, cấp phép và thỏa thuận với nhà sản xuất Mỹ. Có thể nói, sự hợp tác này đóng một vai trò quan trọng trong việc Hàn Quốc gia nhập thị trường bán dẫn toàn cầu sau này. Một điểm nhấn khác của chính phủ Hàn Quốc đưa ra đó là việc thành lập khu liên hợp công nghiệp điện tử, mục tiêu quan trọng nhất của luật khuyến khích công nghiệp điện tử.
khu liên hợp công nghệ điện tử Kumi được chính thức khai trương vào tháng 4 năm 1970, cung cấp cho các nhà sản xuất nhiều đặc quyền và nhận được sự hỗ trợ của chính phủ dưới hình thức phát triển cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất. Mặc dù có dòng vốn đầu tư nước ngoài ồ ạt vào ngành công nghiệp điện tử, Hàn Quốc vẫn liên tục thúc đẩy với trọng tâm nâng cao năng lực nội tại của quốc gia. Một loạt các chủ trương được đưa ra vào năm 1967 như xúc tiến xuất khẩu, có chính sách dài hạn về đào tạo nhân lực kỹ thuật, khuyến khích các chaebol tham gia vào lĩnh vực điện tử và mang đến những thay đổi căn bản. Các tập đoàn lớn dần tham gia ngày càng sâu rộng vào lĩnh vực điện tử nhằm xuất khẩu và tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Hai chaebol là Daehan Electric Wire và Samsung lần lượt gia nhập ngành điện tử vào năm 1968 và năm 1969, được xem là một trong những cột mốc quan trọng nhất trong nỗ lực của Hàn Quốc. Nhờ những bước đi này, ngành công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc đã phát triển nhanh chóng. Những năm 1970, công nhân Hàn Quốc còn sản xuất và lắp ráp chất bán dẫn đơn giản, tập trung chủ yếu vào TV đen trắng và máy tính điện tử. Thì bước sang năm 1983, Samsung đã bước vào lĩnh vực kinh doanh chất bán dẫn, đánh dấu sự thay đổi đáng kể theo hướng đầu tư mạnh mẽ hơn vào R&D và mua lại công nghệ. Những năm 1980, sản phẩm chip bộ nhớ DRAM của Hàn Quốc còn cạnh tranh với các công ty Mỹ và Nhật Bản. Đến năm 1992, Samsung đã trở thành nhà sản xuất chip DRAM lớn nhất thế giới và tiếp tục đổi mới phát triển các sản phẩm khác như bộ nhớ flash hay sản xuất chip như ngày nay. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.